sổ mũi cảm ho, ít nhi dùng sớm con ngoan mẹ mừng. Chào mừng các bạn đến với chương trình Sao Quả Sao Kim. Và ở phần game diễn được mang tên là Đôi Tay Kỳ Diệu, thử thách hai vị khách mời của chúng ta. À, bên Sao Kim sẽ là người đưa ra thử thách. Tình huống là một cặp tình nhân hẹn vào một nhà hàng của Pháp. Đôi Tay Kỳ Diệu là Lâm sẽ là người diễn đôi tay đó, còn Trịnh Thanh Bình và Thuận Nguyễn sẽ thay phiên nhau để làm cái mặt. Tôi thấy giọng cười là tôi biết Khải Như đã lên kế hoạch hài. Dạ, hai bạn em trước rồi đó. Em hy sinh là em là ở bên tuyến bên này, em ra yêu cầu cho được không ạ? Được. Còn chờ gì nữa, chúng ta hãy đến với Đôi Tay Kỳ Diệu. Chào mừng quan khách đã tới với lại nhà hàng của chúng tôi. Tôi xin được giới thiệu, tôi là chủ nhà hàng này. Dạ. Dạ, còn đây cô gái mặc đồ sang trọng này là phục vụ của nhà hàng. Wow, phục vụ ở đây sang quá anh ha. Phục vụ mặc đồ sang hơn chủ nữa. Sao cái chuyện mà chỉ mặt người ta kỳ vậy? Hả? Anh sao chỉ ngay tầm không như vậy? Phải, tại vì cái quần của khách hàng của anh dơ. Tôi lau không. Thôi được rồi. Được rồi, đây nó tự ra. Ra mặt. Sao anh cầm tay của người ta? Anh nói em đi về đó. Không phải. Có nghĩa là anh đang muốn ngửi thử tay cô này đã sát trùng chưa? Tại cái mùa này là mình nói tay em cũng là sát trùng rồi, là thơm nè. Tại giờ bây giờ là mình trước khi mình ăn mình phải rửa tay sạch sẽ sát trùng. Ngứa quá anh ngứa, bị có máu phong à? Không, thật ra là có nghĩa là trước khi mà mình đến mình ăn những cái chỗ mà sạch sẽ này á, trong cái quá trình mình ăn đầu Pháp á thì mình phải là anh không làm chủ được bản thân. Bây giờ anh muốn cái gì để em chiều nè? Em ơi, em phục vụ ơi, em có thể để một cái bảng ở trước cái nhà hàng mình được không vậy? Bảng gì anh hả? Những người nào mà ngáo thì đừng cho vào đây nha. Không. Tôi không nói gì hết. Anh ơi, anh làm em sợ quá, hay là anh ngồi chơi em về á? Không sao đâu. Thật ra mình phải nên như vậy, mình đến hàng năm sau họ phải phục vụ mình một cách tối đa. Đúng không các em? Dạ, mời quý khách chờ đeo khăn ăn vào mình. Cái đó cái khăn nó để ra khăn ăn. Vậy hả, từ hậu trang. Bảy khăn ăn là của chỗ à. Đúng rồi. Ok rồi, lộn. Tại vì thấy nó giống cái khẩu trang mình để lên. Dạ rồi. Dạ, mọi người dùng bữa chưa? Để anh ơi, mình dùng đi anh à. Mình dùng với anh hả? Em set up món cho. Đánh gài, anh đánh gài cho em nha, đánh gài cho em lại nha. Em khó thở. Rồi, gài cho chặt nha, rồi. Bây giờ chúng ta sẽ dùng món trước à. Các anh chị có muốn thử dùng rượu trước khi... Không có. Anh đang selfie. Anh đang selfie với em nè. Tự nhiên cổ lại nhìn làm gì đó. Xong chưa? Selfie xong đó. Trời ơi, sao vậy? Cái gì vậy? Anh selfie đồ ăn, anh selfie đồ ăn trên bàn đó. Thôi trả lời cho em đi, được rồi. Nhà hàng của đang phục vụ giang hồ kỳ vậy trời. Ông chủ em sợ. Thôi để tôi rót rượu cho. Trời. Ủa sao rượu mà xì dữ vậy ta? Rượu giang mà như champagne vậy. Cái này là champagne vang à? Dạ. Siro ăn ngon ít nhi, bé ăn ngon hơn, hấp thu dưỡng chất tốt hơn. Cái rượu này là để người ta uống rót vào ly à? Dạ. Sao anh nói lời nước ngoài vậy mà anh bị vậy? Không có. Ở bên nước ngoài dạo này là những cái chai này là những chai cỡ nhỏ để dùng mình tu không em ơi? Dạ em hiểu rồi. Ông chủ ở đây nghệ quá ha. Ông chủ uống thử đi. Anh làm ủa, gì anh vậy? Ngứa. Mũi chui. Trời ơi, nhà hàng Pháp. Trời ơi. Sai rồi.
Anh định lau miệng nhưng mà anh quên mất là cái đó anh vừa hay mũi xong. Chị ơi, bạn trai chị có vấn đề về thần kinh đó không? Đây là lần đầu tiên em gặp mà em cảm thấy quá sợ, bây giờ em thôi không biết phải làm sao. Anh nghĩ là em nên chia tay người này đi để hẹn hò một người khác. Anh có một người em rất là dễ thương, anh thì sẽ giới thiệu cho em nha. Em sợ ừ, thôi nghĩ đi, mình nghĩ chia tay, mình đừng rồi, quen ở đây nữa, mình chia mời tay đi. Mời đi ra khỏi nhà hàng của tôi. Đây, hẹn hò một chàng trai. Trời một chàng trai à, body 6 muối. Đẹp trai quá à. Rất là dễ thương. À, lịch lãm như vậy thì chắc anh sẽ không bao giờ có những hành động sổ sàng đâu đúng không ạ? Cái gì vậy? Trời ơi. À, không, tại vì bao này là bên ảo thuật của em mà. Nhờ, có thể vậy, là nuốt cái dĩa giùm em đi. Có thể là hít một cái là cái dĩa mất tiêu. À, hai em. Hi bonjour, anh. Bonjour. Bonjour. Em biết nói tiếng Pháp không? À, em không biết nói tiếng Pháp, nhưng anh biết nói tiếng Pháp không? Không, anh biết nói tiếng Thái. Ok, ok. Anh đâu? Anh muốn nhớ tôi, Em ơi, anh thấy là cái người này hình như cũng không thích em hợp. Em có hết sợ anh ơi. Được anh, rồi. Chắc em anh, phải đi về á. Anh có quen một người em là BT. Làm BT thể hình rất là đẹp. Nhưng mà cái người này anh chắc chắn là được không? Anh được. Lâm, anh Lâm rất là dễ anh thương. Lâm. À, vậy cho em gặp ảnh đi. Anh Lâm anh ở Đồng Nai. À. Rất là dễ thương. Rồi, mời. Mời anh Lâm ạ. À. Ủa sao? Ủa? Anh hạ người ta. Ủa cái ha? Gì? Ủa cái gì? Tự nhiên Ủa, em thèm ăn gì? Mì quá. Xin giới thiệu đây là anh Lâm à. À, em chào anh. Hello em. À, anh Lâm nghề nghiệp của anh Lâm rồi. Trời sao anh ăn nhậu quá vậy? Anh đói lắm nè, đau mỏ giùm anh cái à. Anh Lâm, anh ăn mì không? Ăn mì không, anh no lắm. Nè mì nè anh, dạ. Lẻ nè, lẻ nè. Wow, ăn vậy? Anh thích ăn mì hả? Chừng vô sắm mũi. Anh có gì muốn nói với em không ạ? Ngon, ngon. Ngon. Dạ. Ngon. Dạ. Anh thích nhậu hả? Nhậu vô rồi. Dạ hả? Lâu. Đấy. Đánh anh. Tại sao lại đánh anh? Anh lấy cái tay anh để nè, tự nhiên cái tay anh nè, anh tự đánh em chứ. Anh thích vậy em đánh anh đi. Nắm đầu anh đi. Của anh là của anh là bạo lực như vậy. À vậy hả? Ồ. Cái đầu em như bà điên vậy. Ok em cảm thấy bị sốc nhưng mà em thích cái gu bạo lực này. Đúng nha. Rồi, anh càng bạo lực anh thích, em thích tán như mặt anh vậy nè. Em thích lắm. Nè. Cái gu em bị... Nè, tại sao? Tại sao mẹ tán tôi? Trời ơi anh ơi, anh Lâm sao vậy? Để tôi kiếm một người em song sinh của Lâm nè. Đây nè. Người em song sinh của Lâm. Vô luôn đi. Lâm ngồi tiếp. Tuy nhiên con ở đợi của chương trình. Không, chào sao? Bây giờ làm sao? Ngồi đi. Tôi hứa sẽ lịch sự hơn. Tôi không có tầm bậy tầm bạ gì đâu, thiệt. Đây là Lê, Lê em ruột của Lâm. Rồi, chào Lê. Lê ơi, nãy Lâm á, Lâm biết tôi ăn chay cho nên tôi phải ăn rau. À vậy hả? À, đắp mặt nạ nó rất là nhiều chất diệp lục ạ. Giống hơi nhiều, hơi chua mặt à. Ôi à. Ôi, trôi phấn, chân bài, mascara rồi trôi hết à. Đây, mình như vậy nha, đó, mình sẽ trồng rau. Đây là cái mô hình trồng rau mà trồng cây ăn trái tại nhà nha. Nếu như ai có mô hình thì mình đánh phấn vô thật là dày. Anh lấy mình giấy nha, mồ hôi nhiều. À, anh... Anh làm gì vậy? Anh ăn cắp giật á em. Ở nhà anh hỏi. Bị hết giấy rồi. Cái gì? Anh ơi, đừng có lấy của người ta vậy. Em có thể tặng cho anh một hộp như vậy. À, thôi mình cũng cất vô. Đúng rồi, em. Mình cất đi. À, em biết rồi. Không, em có, nhà em có rồi. Nhưng mà cái gu của anh không, em thích mà, quá. Mà căn giấy năm sau nhà mình không có đâu. Mình ăn cắp đi, tranh thủ ăn cắp nè, bỏ vô. Ở đây có camera, nhìn có camera mà. Có anh ạ, có. 8 triệu người an ninh đang thấy anh ạ. À, mình giả bộ thôi. Thôi bây giờ tôi không tiếp hai quý khách được nữa. Quý khách cho tôi xin phép cho tôi thanh toán tiền. Được, tất cả tiền hãy tính qua con bé này. Ủa sao tự nhiên tôi trả tiền nãy giờ tôi ăn cái gì đâu? Nhưng mà chỉ là chuyện như là hẹn hò. Hẹn hò nãy giờ chưa ăn được miếng nào mà hẹn hò cũng không thành công sao phải trả tiền? Này hỡi chiếc máy bay kia. Máy bay.
Bà là máy bay gì nữa? Ủa? Bà đang lên mạng tìm kiếm trai trẻ đúng không? Thì bà vô đây bà phải tìm dịch vụ phải trả tiền chứ. Ủa trai tươi là mới trả tiền chứ trai xấu giờ vậy bà trả không? Trả tiền. Bà trả không? Trả ơi, trả ơi. Ai trả? Kêu bảo vệ, kêu bảo vệ đâu, bảo vệ đâu. Và bây giờ là phần bình chọn của quý vị khán giả dành cho Sao Quả hay là Sao Kim. Xin mời. Thời gian bình chọn đã xong à. Và bây giờ là kết quả bình chọn của quý vị khán giả. Xin mời. Xin mời. Thắng rồi. Cái gì mà sao Kim thu hoài vậy trời. Thắng rồi. Không, cái này là đúng thôi. Tại vì hồi nãy đội Sao Hỏa đã rất là xuất sắc trong cái phần thi này, đã phải chịu rất là nhiều thiệt thòi, vượt qua hết tất cả những cái thử thách mà đội Sao Kim đưa ra là Thuận Nguyễn và Trịnh Thăng Bình và Dương Lâm. Để Dương Bảo Lâm là người rất là xuất sắc. Nể luôn rồi. Harry Potter phải dùng từ nể là em hiểu rồi đó. Chúng tôi khâm phục khẩu phục với kết quả này. Cho nên ở vòng này người chiến thắng sẽ là đội